Các xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở kênh tiếng Nhật dành cho người bận. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài số 14 trong chỗ bài chinh phục N5, giáo trình Minna no Nihongo. Bài 14 này của chúng ta cực kỳ quan trọng luôn nha các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ bắt đầu học về cách chia các thể của động từ nha. Trong tiếng Nhật thì có rất là nhiều các thể khác nhau thì hôm nay chúng ta sẽ học về thể cơ bản nhất đó là T Đầu tiên, muốn chia được vớp tê thì mình phải phân loại động từ đã nha các bạn Ok, chúng ta bắt đầu vào bài luôn nha Nào, đầu tiên đó là chúng ta mới học về động từ thể mắt sự đúng không ạ Trong tiếng Nhật thì để nói được nhiều mẫu câu khác nhau Thì động từ được biến đổi từ mắt sự sang nhiều thể khác nhau nhé Và căn cứ vào sự khác nhau trong cách biến đổi Thì động từ được chia thành 3 nhóm Và bài hôm nay chúng ta sẽ học cách chia động từ sang thể tề Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách chia 3 nhóm động từ trước nha rồi cách chia ba nhóm động từ như sau, cực kỳ quan trọng luôn các bạn hãy ghi bài cẩn thận nha. Đầu tiên mình đến với động từ nhóm 1. Động từ nhóm 1 là những động từ mà có âm đứng ngay trước mắt sự thuộc cột y, đứng ngay trước mắt sự nha các bạn thuộc cột y ví dụ mình có âm thứ nhất, âm thứ hai cộng với mắt sự thì cái âm đỏ này này, âm mà ngay trước mắt sự đấy ạ, nếu mà nó thuộc cột y thì sẽ là động từ nhóm 1, nhớ là thuộc cột y nha các bạn. Có nghĩa là những chữ như là Y, chi, di, mi, ni đúng không? Đó cứ thuộc cột y nhá. Đứng ngay trước mắt sự thuộc cột y thì nó sẽ là động từ nhóm 1. Ví dụ nào, xin xe có động từ asobimas đó cột y này, asobimas thì asobimas của mình sẽ là động từ nhóm 1. Oyogimas, oyogimas động từ nhóm 1. Kakimas, kakimas hoặc là kaimas, kaimas đúng ạ? Yasumimas, yasumimas. Ikimasu, ikimasu, tachimasu kiri kirimasu đúng ạ hay kirimasu đó thì đây là những động từ nhóm một nha các bạn đứng ngay trước mắt thuộc cột i thì sẽ là động từ nhóm một các bạn đã hình dung ra được chưa nào tiếp tục nhé mình đến với động từ nhóm hai động từ nhóm hai là những động từ mà có âm trước mắt sự thuộc cột e đây mình có âm thứ nhất này âm thứ hai và cái âm đỏ này ngay trước mắt sự đấy ạ thuộc cột e thì sẽ là ở nhóm thứ hai nha các bạn Thuộc cột E nha E, K, C, T, N, H gì đó đúng không? Sọ so. Thuộc cột E thì sẽ là nhóm thứ hai. Vậy cái đầu tiên các bạn cần phải nhớ Đối với động từ nhóm 2 Đó là âm đứng ngay trước mắt sự Thuộc cột E nha các bạn Thì sẽ là động từ nhóm 2 Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp đặc biệt như sau Các bạn nhìn những từ vựng này nha Mimatsu, Karimasu, Okimasu, Abimasu, Orimasu đúng không ạ? thì những từ vựng này âm đứng ngay trước mắt sự lại là mi ri ki bi đi đúng không? Đó. Tuy nhiên nó vẫn là động từ nhóm 2. Vậy thì mình sẽ đúc kết ra một cái đó là động từ nhóm 2 thứ nhất là những động từ mà có âm đứng ngay trước mắt sự thuộc cột e. Thứ hai là những động từ chỉ có một âm tiết có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chỉ có một âm tiết cộng với mắt sự thôi. Ví dụ mi mắt sự xem, ne mắt sự ngủ, Imasu có nha các bạn thì đều là động từ nhóm 2, động từ một âm tiết. Tiếp theo, động từ mà có âm đứng trước mắt sự là gì thì N5 mình chưa gặp cái từ nào như thế này đúng không? Ok, tí nữa sẽ, sẽ lấy ví dụ cho các bạn hiểu rõ hơn. kiện động từ đặc biệt. Những động từ đặc biệt này thì bắt buộc các bạn phải nhớ thôi nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần một nhá. Đầu tiên, ví dụ nào? Sukemasu đây, được âm đứng ngay trước mắt sự là thuộc cột E đúng không ạ? Tsukemasu, misemasu, tomemasu, đúng không ạ? À, âm đứng ngay trước mắt sự thuộc cột E nha các bạn. Tiếp theo, từ vựng có một âm tiết. Imasu, demasu, mimasu, nemasu, một âm tiết nha các bạn. Từ vựng mà có kết thúc bằng G cộng với masu. Thì những từ vựng này n năm mình cũng chưa có gặp ấy. Nhưng bây giờ em sẽ dạy các bạn thêm nhé. Toji sự có nghĩa là nhắm mắt hoặc là gấp sách lại đóng lại shinji mắt sự là tin tưởng dưji thì có nghĩa là dẫn đến này hoặc là hiểu tinh thông nha các bạn kanji mắt sự kanji mắt sự có nghĩa là cảm nhận nhé đó là những từ vựng mà có âm trước mắt sự là chữ g nha các bạn tiếp theo trường hợp cuối cùng đó là những trường hợp đặc biệt thì ở đây sẽ chỉ đưa ra một vài trường hợp mà chúng ta sẽ gặp ở n năm thôi còn sau này khi mà học lên thì các bạn sẽ gặp những từ vựng khác Học đến đâu thì mình sẽ nhớ đến đó nhé Ví dụ mình có Okimasu thức dậy Okimasu thức dậy Nhưng cái này bắt buộc các bạn phải học thuộc từng từ vựng một và nhớ nhé Abimasu có nghĩa là tắm Tarimasu đủ Dekimasu có nghĩa là có thể Và Karimasu có nghĩa là vay mượn nha các bạn Các bạn hãy ghi lại tất cả những ví dụ này nhé Ok Tiếp theo một số động từ đặc biệt trong chương trình N5 của chúng ta đúng không? Như là mình vừa liệt kê ra đấy. Đó là okimasu nhắc lại một lần nữa cho các bạn nhớ nào, thức dậy. Okimasu. Abimasu có nghĩa là tắm. Tarimasu, đủ nha các bạn. Karimasu, mượn. Orimasu, xuống và dekimasu có nghĩa là có thể. Vậy thì mình có thể sắp xếp lại để các bạn có thể nhớ một cách đơn giản hơn. Đó là thức dậy, tắm, xuống, có thể, mượn đủ nha các bạn. Thức dậy, tắm, xuống có thể mượn đủ nhá Ok mọi người, đây là 6 từ vựng mà chúng ta sẽ gặp trong chương trình N5. 6 từ vựng đặc biệt nhóm 2 mà chúng ta sẽ gặp trong chương trình N5 thôi nhé các bạn. Còn sau này khi các bạn học lên thì sẽ gặp thêm nhiều những từ vựng khác nữa. Ok, các bạn hãy nhẩm lại xem nhóm 2 là những từ như thế nào nhé. Sau đó chúng ta sẽ đến với nhóm 3 nào. Nhóm 3 của chúng ta bao gồm các động từ sau. Đầu tiên đó là KIMASU, có nghĩa là đến. KIMASU, đến đúng không? shimasu làm nha các bạn danh từ shimasu hoặc là danh từ shimasu đó là danh động từ đấy ạ kimasu shimasu và danh động từ nhá danh từ shimasu hoặc là danh từ shimasu ok bây giờ cùng em sẽ phân biệt ba nhóm động từ này nhá đầu tiên tsukemasu các bạn thử suy nghĩ xem là động từ nhóm mấy đúng rồi nhóm hai đúng không tsukemasu động từ nhóm hai kết thúc bằng chữ kê keshimasu keshimasu Keshimat kết thúc bằng chữ si nha các bạn. Động từ nhóm 1 đúng không ạ? Kết thúc bằng chữ si này. Akemas. Akemas. Chính xác. Kết thúc bằng chữ ke. Động từ nhóm 2 đúng không ạ? Shimemas. Shimemas. Mấy? Đúng rồi. hai nha các bạn ơi. Kết thúc bằng chữ m ở cột e mà đúng không ạ? Kopishimas. Kopishimas này chính là danh động từ đúng không? Kopishimas một chữ cứng này cộng với shimas. Thì đều sẽ là danh động từ hết nha các bạn Kopishimas động từ nhóm 3, danh động từ. Hãy so des. Machimas. Kết thúc bằng chữ chi, nhóm, chính xác nhóm 1 nha Nhóm 1 đúng ạ. Isogimas. Isogimas. Kết thúc bằng chữ gi, nhóm 1 chính xác. Misemas. Misemas. Hãy nhóm 2. Hanashimas. Hanashimas. Động từ nhóm, đúng rồi, nhóm 1 nha các bạn. Sugi. Demas. Demas nhóm 2 đúng không? Một âm tiết. Kaimonosimas. Kaimono shimasu nhóm 3 bởi vì nó là danh động từ đúng không ạ? Vậy là bây giờ Sensei sẽ chỉ cho các bạn một mẹo để các bạn phân biệt được động từ nhóm 1 và nhóm 3 kết thúc bằng chữ si nhá. Các bạn thấy là kết thúc bằng si sự này thì sẽ có hai trường hợp. Một là nhóm 1, hai là nhóm 3 đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ có mẹo phân biệt như sau. Trước hết thì các bạn phải biết được bản chất rằng nó là danh động từ một danh từ kết hợp với động từ simus để tạo thành danh động từ đúng không tuy nhiên mình sẽ có mẹo phân biệt nếu như các bạn không biết nghĩa của nó nhé thì mình sẽ có mẹo phân biệt như sau những cái từ vựng nào mà chỉ có một chữ kanji cộng với simus thôi một chữ kanji nhạ cộng với simus thì sẽ là động từ nhóm một còn hai chữ kanji trở lên cộng với shimasu thì sẽ là động từ nhóm 3 đó là mẹo thứ nhất mẹo thứ hai nếu các bạn không biết chữ kanji thì nếu mà những động từ có hai âm tiết một hoặc hai âm tiết cộng với shimasu thì sẽ là động từ nhóm một còn ba âm tiết trở lên thì sẽ là động từ nhóm ba hay một hai âm tiết thì sẽ là động từ nhóm một còn ba âm tiết trở lên đúng không thì sẽ là động từ nhóm ba nha các bạn ba âm tiết có nghĩa là gì ví dụ đây là kaimono đúng không thì K là một này. Y là 2, mo là 3, no là 4. Đây là có 4 âm tiết rồi nha các bạn. Ok, các bạn đã nhớ chưa nào? Nhớ ghi lại nhá. Thứ nhất, đó là đối với kanji thì chỉ có một chữ kanji cộng với simat thôi sẽ là nhóm một. Hai chữ kanji trở lên cộng với simat thì sẽ là nhóm 3. Còn đối với âm tiết, nếu các bạn không biết kanji nhá, thì cái mẹo này nó sẽ cái tỷ lệ đúng của nó sẽ thấp hơn nha các bạn tầm 70% thôi. Đó là nếu như mà hai âm tiết cộng với Shimas 1 đến 2 âm tiết cộng với Shimas thì sẽ là nhóm 1 Còn 3 âm tiết trở lên cộng với Shimas thì sẽ là nhóm 3 Tiếp theo một cái nữa Nếu mà là chữ cứng nha các bạn Chữ cứng cộng với Shimas thì mặc định đó là nhóm 3 nha mọi người Chữ cứng cộng với Shimas thì sẽ là nhóm 3 nhé Ok các bạn, tiếp tục phân biệt nào Skymas Skymas kết thúc bằng chữ Y đúng không ạ? Nhóm chính xác, nhóm 1 nha Yobimas Yobimas kết thúc bằng chữ bi nhóm mấy? Hay nhóm 1 chính xác rồi. Oshiemas. Oshiemas kết thúc bằng chữ e. Chính xác chỉ dạy nhá. Shokuji Nhóm 3 bởi vì nó có hai chữ kanji này và ba âm tiết đúng không? Đó đáp ứng đầy đủ điều kiện luôn. Shokuji Mukaemas. Mukaemas kết thúc bằng chữ e nào? nhóm 2 đúng không? sợ so, nhóm 2 nha các bạn. Cây Consimas. danh động từ đúng không? Sẽ là nhóm 3 chính xác luôn. Vậy là chúng ta đã vừa học cách chia ba nhóm động từ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức mà mình đã học để chia vấp T nha các bạn. Ok, cách chia vấp T như sau. Đối với động từ nhóm 2 và nhóm 3. Đầu tiên đó là đối với động từ nhóm 1. Động từ nhóm 1 của mình nhắc lại một lần nữa đó là những động từ mà có âm ngay trước mắt sự là thuộc cột y nha các bạn. Và trong nhóm 1 thì sẽ chia thành 4 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm nhỏ lại có một cách biến đổi khác nhau cho nên mọi người phải chú ý nhé. Mình sẽ chia thành 4 nhóm nhỏ như sau. Âm ngay trước mắt sự thì mình sẽ chia thành chi si này, ki gi này, ichi ri và bimini. Nếu là kết thúc bằng chữ si thì sẽ chuyển thành si tệ, si tệ, ki thì thành ite ghi thành id ichiri thành ütte bimini thành ündê ok mọi người hãy ghi ngữ pháp tổng hợp và sau đó chúng ta sẽ vào luyện tập để các bạn hiểu rõ hơn nhé hãy bắt đầu nào đầu tiên là si thành si tê ví dụ <laughs> kesimasu kesimasu các bạn chuyển nào đúng rồi keste <laughs> đúng không si thành si tê đúng không ạ kê-shi-te keste né keste 話します。話します。オッケー、話して、話して、押します。押します。押して、押して、ドゥが、押して、出します。出します。出して、じんさ出して、出して、じんさオッケー、もう、いんげんもらえにゃん。消してイイ、話して、押して、出して、ドゥが、 Tiếp theo, chúng ta đến với những động từ kết thúc bằng ki, ghi. Kết thúc bằng ki sẽ chuyển thành it và ghi thành id. Lúc này khi mà mình đọc ấy thì nó sẽ hơi khác một chút, cho nên mọi người phải chú ý nhé. Đi bộ, arukimas, arukimas thì ki thành it. Mình sẽ ghép chữ rư với chữ i luôn đó là aruite, aruite, né, aruite. Viết kakimas, kakimas chữ ki biến thành chữ it đúng không thì mình sẽ ghép lại thành kai tệ kai tệ nghe là kikimas kikimas chữ ki chuyển thành it thì sẽ đọc thành kite. tệ ki tệ trường âm đúng không ạ Kite. bơi oyogimas Oyogimasu. chữ ghi thành y thì mình sẽ chuyển thành oyoide oyoide tiếp tục vội isogimas isogimas ghi thành i Isoide Isoide đi ikimas ikimas chú ý đan xen chữ ikimas này nhá thì ikimas này kết thúc bằng chữ ki tuy nhiên tuy nhiên nha các bạn nó sẽ đặc biệt là thành ite ite các bạn ghi mút đỏ đánh dấu lại cho anh xe nha ite nha các bạn Hãy Ikimasu thành itte đặc biệt nha. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhé. Aruite, aruite, kaite, kite, oyoide, isoide, itte, itte. Đúng không ạ. Đó là cách chia của những động từ kết thúc bằng ki và gi. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với những động từ kết thúc bằng ichiri. Ichiri thì thành âm ngắt t nhé các bạn mang cầm, mochimas, mochimas, thì sẽ chuyển thành motte, motte, chờ đợi, machimas, machimas, thì sẽ chuyển thành mate, mate, giúp đỡ, tetsudaymas, tetsudaymas, tetsudate, tetsudate, mọi người phải đọc nhiều cho quen nhé. 持って、待って、手伝って、使すぞん、使います。使って、使って。来、取ります。取,ります取って、取って。わん、入ります。入ります。入って、入って、はい、入ってね。そうです。次。 bi mi ni thì thành ân đê nha các bạn yobimas thì mình sẽ chuyển thành hay yonde đê đê chơi asobimas asobimas ason đê ason đê nghỉ ngơi yasumimas yasumimas yasunde đê đê đọc yomimas yomimas yonde yonde uống nomimas nomimas nonde nonde chết shinimas shinimas shinde shinde ok nào các bạn hãy nhẩm lại một lần nữa nhé yonde asonde yasunde nonde shinde vậy thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc là khi mà mình chia như thế này đúng không? thì làm thế nào để mình phân biệt được đâu là những cái từ vựng nào làm sao để biết nghĩa của nó đúng không ạ thì các bạn cứ học dần dần mình luyện tập thật là nhiều và mình sẽ quen thôi nha các bạn mình nghe nhiều là mình sẽ quen nhá ok đó là cách chia động từ nhóm 1 nha các bạn cùng chúng tôi tổng hợp lại cách chia động từ nhóm 1 nhá đầu tiên đó là kết thúc bằng chữ si thì thành si tê ki thành y Gi ghi thành y đệ y chi tệ bimini ưng đê đúng không ạ うんで、オッケー、let's s t o 消します。消して、かばんは、立ってないからに,にします。話して、押します。押して、開きます。書いて、書いて、聞きます。聞いて、聞いて、泳ぎます。泳いで、泳いで、急ぎます。急いで、 急いで、待ちます。待って、待って、使えます。使って、使って、取ります。取って、取って、持ちます。持って、持って、遊びます。遊んで、遊んで、休みます。休んで、休んで、読みます。読,す読んで、 yonde nomimas nonde nonde ok đó là tất cả cách chia động từ nhóm 1 nhé sau khi mọi người học kỹ luyện đọc lại những từ vựng này thì các bạn hãy sang động từ nhóm 2 và nhóm 3 nha nhóm 2 và nhóm 3 của chúng ta có cách chia rất là đơn giản luôn đó là động từ thể mát sự thì mình sẽ bỏ mát sự đi thêm t vào v mát sự bỏ mát sự thêm t nha các bạn vt nhé ok ví dụ すけます。すけて。すけて。あけます。あけて。あけて。でます。でて。でて。おきます。おきて。おきて。きてかります。かりて。かりて。đây là những động từ đặc biệt các bạn phải nhớ nhá。おきて。かりて。うん。cẩn thận không là sẽ nhầm với cách chế độ từ nhóm một đấy ạ。tiếp theo。 abimasu abite abite mọi người hãy đọc lại một lần nữa nha rất là đơn giản đúng không nào bỏ mắt sự thêm t nha các bạn nhóm ba khi mắt sự khi t si mắt sự si t kaimono si mắt sự kaimono shokuji si shokuji si shokuji si sanpo shimasu, sanpo shite, sanpo shite. Ok mọi người, vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu về ba nhóm động từ và cách chia verb T rồi đúng không? Bây giờ là nhiệm vụ của các bạn nhé. Mọi người hãy chia những động từ sau sang verb T và nộp bài ở phần bình luận cho anh C nhé. Xin sẽ trách bài cho các bạn nhé. Xin chào các bạn, chúc các bạn học tốt.